Quý vị và các bạn đang trở lại với bản tin giá vàng và giá ngoại tệ được phát sóng hàng ngày trên laodong.vn. Thưa quý vị, giá vàng thế giới mở đầu tuần mới đi ngang so với mức chốt phiên giao dịch cuối tuần trước ở vùng 1960 USD một ounce. Kim loại quý tăng lên mức cao nhất trong vòng hơn 2 tháng vào đầu tuần trước và đang tạo ra tâm lý lạc quan vững chắc trên thị trường. Tuy nhiên, một số nhà phân tích vẫn lưu ý rằng nhà đầu tư chưa nên tham gia trước khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ công bố quyết định tăng lãi suất vào giữa tuần này. Khảo sát về diễn biến giá vàng trong tuần này của Kitco cho thấy các nhà đầu tư bán lẻ kỳ vọng vàng sẽ quay trở lại vùng quan trọng 2.000 USD một ounce, bất chấp Fed có thể tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản. Trong khi đó, các nhà phân tích thị trường, mặc dù lạc quan, vẫn tỏ ra thận trọng hơn. Ở chỗ trong nước, giá vàng miếng ổn định và duy trì ở chiều bán là 67 triệu đồng một lượng. Riêng với vàng SJC Hà Nội tăng 50.000 đồng một lượng, ở chiều mua vào lên 66,45 triệu đồng một lượng. Tại thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng, vàng thương hiệu này đang mua vào và bán ra ở mức tương tự như khu vực Hà Nội. Sau đây là thông tin chi tiết. Chuyển sang diễn biến trên thị trường ngoại tệ, chỉ số USD Index đo lường biến động của đồng bạc xanh so với 6 đồng tiền chủ chốt khác hiện đứng ở mức 101,09 điểm. Đồng USD đã lấy lại đà tăng trong tuần qua nhờ dữ liệu kinh tế gần đây của Mỹ khả quan hơn so với dự kiến. Còn trong tuần này, thị trường đang hướng sự chú ý vào hai cuộc họp chính sách của Ngân hàng Trung ương, trong đó Fed dự kiến có mức tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản và cuộc họp chính sách vào ngày 25 tháng 7, trong khi Ngân hàng Trung ương châu Âu ECB cũng dự kiến tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản và cuộc họp chính sách diễn ra ngay một ngày sau đó. Các thị trường đã định giá 96% cơ hội Fed tăng 25 điểm cơ bản trong tháng 7, trong khi cơ hội tăng 25 điểm cơ bản khác vào cuối năm dường như khó xảy ra ở giai đoạn này. Còn trên thị trường trong nước, Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm ở mức 23.734 Việt Nam đồng đổi 1 USD. Sau đây là thông tin chi tiết. Những thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin giá vàng và giá ngoại tệ ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Uống gì trúng nhiều tiền nhiêu tiền? Uống đất tài thanh, trà xanh không độ, nó bồng anh. Trúng giải 1 tỷ, tính giải 100 triệu, 2.000 giải trúng ngay mỗi ngày. Nhanh tay thứ nhảy, gửi tin nhắn đến 6020 hoặc truy cập website để trúng tiền tỷ.